Bộ Công an vào cuộc vụ phát hiện 2 đoạn chân ở Bình Dương. Chuyện cảnh báo hôm nay nói về loại nấm mọc trên thân tre sầu vô cùng độc, cùng với cách nhận biết đông trùng hạ thảo thật. Khoảng 21 giờ tối qua, một nhóm 4 học sinh đi học tại trung tâm Anh ngữ bất ngờ bị kẹt trong thang máy. Nó gặp nạn tại căn nhà ở lô số 10, đường Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa. Khi xác định vị trí, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ chức trấn an, động viên các nạn nhân bình tĩnh, yên tâm để tổ chức phương án cứu nạn. Chỉ sau ít phút triển khai các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát giải cứu thành công 4 nạn nhân, đưa các em ra ngoài với sức khỏe ổn định. Còn vào 2 giờ sáng nay, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 3 xe với gần 20 cán bộ đến căn nhà có địa chỉ đường Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú khống chế đám cháy. Đám cháy xảy ra hơn 1 tiếng đồng hồ khiến một người chết là ông Trương Chí Cường, sinh năm 1958 và một người bị phỏng là bà Nguyễn Thị Hằng Nga, sinh năm 1963, hiện được điều trị tại bệnh viện 115. Lực lượng chức năng ngăn chặn kịp thời không để cháy lan sang các nhà dân xung quanh. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ. Tin tức Mê Kông hôm qua có đưa tin về vụ chiếc vali chứa 2 đoạn chân cười được phát hiện tại tỉnh Bình Dương. Nhận định đây là vụ án rất phức tạp, công an vào cuộc điều tra. Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an điều tra. Đến nay vẫn chưa có manh mối nào. Như chúng tôi đưa tin, ngày 24 tháng 5, người dân đi ngang khu đất trống ở khu phố Khánh Lộc phát hiện 2 đoạn chân người nên trình báo công an. Trong quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ thêm 2 đoạn tay có gắn bóng giả. Kết quả điều tra ban đầu nhận định nạn nhân là nữ, chưa rõ nhân thân, tuổi khoảng 30 tới 35, cao khoảng 1m55 tới 1m6. Đây là hiện trường vụ tai nạn giao thông khi ô tô 5 chỗ biển kiểm soát Hà Tĩnh chở theo 6 người đang lưu thông trên đường thì bất ngờ mất lái, lao xuống hồ nước ven đường. Vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân tử vong. Qua kiểm tra cho thấy 3 người ngồi trên xe ô tô đều phát hiện trong người có nồng độ cồn vượt quá ngưỡng cho phép, trường hợp còn lại đang chờ kết quả kiểm tra nồng độ cồn. Thưa quý khán giả, theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, trên thế giới cứ 6 người trưởng thành thì có một người vô sinh ở một thời điểm nào đó trong đời. Tại Việt Nam thì có khoảng 8% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ vô sinh hiếm muộn, tương đương với 1 triệu cặp vợ chồng. Dù tỷ lệ vô sinh đang gia tăng, trong đó khoảng 50% cặp vợ chồng vô sinh ở độ tuổi dưới 30. Tỷ lệ này thì ngày càng gia tăng và cũng ngày càng trẻ hóa do nhiều nguyên nhân. Áp lực công việc, chế độ dinh dưỡng không lành mạnh, giờ giấc sinh hoạt đảo lộn, nghiện thuốc lá. Suy buồng trứng là một trong những nguyên nhân dẫn đến vô sinh hiếm muộn mà nhiều phụ nữ hiện nay đang phải đối mặt. Dù có một con nhưng người phụ nữ này vẫn quyết định tìm đến phương pháp trữ trứng với hy vọng có cơ hội làm mẹ lần nữa. Thế nhưng khi đi khám chị mới phát hiện ra mình bị vô sinh thứ phát do tắc tròi trứng và lạc nội mạc tử cung. Do ngoài 40 nên chị bị suy buồng trứng, việc trữ trứng cũng khó khăn hơn. Tôi đã cử trứng rồi cho nên là tôi muốn đi thêm bước nữa để đợi cái đời sau của khoảng một tí. Suy buồng trứng là một trong những nguyên nhân hiện nay dẫn đến vô sinh hiếm muộn ở nữ giới. Các yếu tố liên quan đến môi trường, lối sống, thói quen sinh hoạt là nguyên nhân ngày càng phổ biến. Mãi mê theo đuổi sự nghiệp, người phụ nữ này dù 35 tuổi nhưng vẫn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Khi đi thăm khám để tìm đến phương pháp trữ trứng, coi dự trữ của chị có dấu hiệu cạn kiệt. Hiện tại thì bác sĩ cũng đã nói là có kém đi, tức là nó theo cái thời gian, theo năm tháng của mình, cái dự trữ buồng trứng của mình nó sẽ càng ngày càng giảm đi hơn. Nên là mình cũng có cái phần rất là lo lắng và mình cũng bác sĩ đã gợi ý cho mình cái phương pháp là trữ lại trứng. Đối với những bệnh nhân mà suy giảm buồng trứng thì cái thứ nhất là cái số lượng trứng họ lấy ra ít hơn so với những bệnh nhân bình thường. Cái thứ hai là chất lượng trứng sẽ bị suy giảm tại vì là cái quá trình đấy sẽ làm giảm các nội tiết tố ấy. Có một thực tế là phụ nữ có một số lượng trứng nhất định ngay từ khi sinh ra, kho dự trữ trứng cạn dần theo thời gian. Nhiều yếu tố được hình thành trong cuộc sống hiện đại đang khiến tốc độ thoái hóa trứng tại buồng trứng diễn ra nhanh hơn. Khi kết hôn quá muộn cũng đồng nghĩa với việc độ tuổi sinh sản của chị em rút ngắn lại. Với các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn, hành trình có con là không hề dễ dàng. Bên cạnh việc mong chờ điều kỳ diệu, bác sĩ khuyến cáo mỗi người nên xây dựng lối sống lành mạnh. Các bạn trẻ cũng cần đi khám tiền hôn nhân kịp thời, phát hiện các dấu hiệu bất thường về sức khỏe sinh sản. Những nội dung tiếp theo, Khánh Hòa chưa chuyển giao nuôi trồng nấm bạch ngọc đầu tiên. Từ hôm qua, lãi suất tiền gửi ngân hàng đồng loạt giảm mạnh. Chuyên cảnh báo hôm nay nói về loại nấm mọc trên thân ve sầu vô cùng độc. Thưa quý khán giả, khác với các vùng sản xuất lúa truyền thống, lúa bãi rươi ở xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương được sản xuất hoàn toàn sạch và hữu cơ. Người dân nơi đây thấy được lợi thế của việc canh tác này khi chăm bón một cách hoàn toàn tự nhiên trở thành đặc sản của vùng. Người dân ở đây cho biết một năm dùng rươi chỉ trồng được một vụ lúa. Mật độ cây lúa được cấy thưa hơn nên cây được tiếp nhận nhiều ánh sáng mặt trời. Trũng lúa thông thoáng hơn nên cũng ít sâu bệnh hại. Đặc tính của con rươi là loại sinh vật rất nhạy cảm với các loại hóa chất, nó chỉ sống được dưới đất và nước sạch. Vì vậy, người dân ở đây trồng lúa không sử dụng bất kỳ loại hóa chất nào. Lúa và rươi cộng sinh trong một môi trường sống. Lúa mang lại môi trường thích hợp cho rươi sinh trưởng. Do thu nhập chính là nhờ con rươi, nên ở những ruộng rươi, người dân phải tạo môi trường sạch nhất, đảm bảo con rươi sinh trưởng và phát triển ổn định. Nếu ruộng nào có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thì rươi bị chết từ trong trứng. Để bảo vệ và phát huy đặc sản gạo bãi rươi, chính quyền xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và các sản phẩm hữu cơ đặc hữu, trong đó có gạo bãi rươi. Còn ở Khánh Hòa, để giúp nông dân có thêm chủng loại giống nấm có giá trị kinh tế cao, tỉnh triển khai nuôi trồng nấm bạch ngọc với nguồn gốc đưa về từ vườn quốc gia Cát Tiên. Kết quả bước đầu, nấm thích nghi tốt với điều kiện khí hậu và là giống nấm đầu tiên tại Khánh Hòa. Mô hình nuôi trồng nấm bạch ngọc được triển khai thí điểm đầu tiên tại hợp tác xã nấm Vĩnh Ngọc, Nha Trang với quy trình rất đơn giản. Các bịch nấm giống đưa về từ vườn quốc gia Cát Tiên được trồng nên nhiều loại mùn cưa của các loại gỗ mềm không có tinh dầu. Sau đó phối trộn các chất dinh dưỡng và đóng vào bịch ni lông, hấp khử trùng và cấy giống, xếp lên kệ, điều chỉnh nhiệt độ phù hợp. Từ 50 cho đến 60 ngày, nấm phát triển. Do nấm bạch ngọc có mùi vị thơm ngon, giòn, ngọt thanh và có giá trị dinh dưỡng cao, rất dễ tiêu thụ ngoài thị trường. Giá bán từ 70 cho đến 80.000 đồng một ký, người trồng nấm có lời, thu nhập ổn định. Như hôm qua chúng tôi có thông tin, các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận cấp cứu một ca bệnh hiếm gặp. Người đàn ông 34 tuổi, cụ tỉnh Bình Thuận, đi làm giường và đào thấy xác nhộng da sầu cùng với hình thù cây nấm nên nghĩ là đông trùng hạ thảo. Anh mang về ăn khoảng hơn 10 con, sau đó thì mệt mỏi, đau đầu, nôn ói, được người già đưa đến bệnh viện. Nhiều trường hợp trước đó cũng nhập viện tử vong do ăn nhầm sản phẩm trồng giống đông trùng hạ thảo. Trên thực tế thì đây là ve sầu có sừng ở dưới lòng đất, có hình dáng giống với đông trùng hạ thảo. Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết đông trùng hạ thảo là một loại thuốc quý được công nhận từ lâu đời. Nhiều người vẫn luôn thần thánh quá mức công dụng của loại thảo dược này, ra sức săn lùng và bồi bổ, để rồi xảy ra các trường hợp nhầm lẫn. Trong nhiều loại đông trùng hạ thảo ve sầu có thể có nấm rheomycin ký sinh trên ve. Thay vì mang lại những lợi ích cho con người, loại nấm này vô cùng độc có thể gây tử vong. Đây là lý do trong thực tế cuộc sống có rất nhiều ca nhập viện, thậm chí tử vong do nhầm lẫn tai hại này. Ngay cả với những con ve sầu trưởng thành sống trên mặt đất, loài nấm độc này vẫn ký sinh ở khoang bụng, có khả năng lây lan rất cao trong mùa giao phối. Khi ve sầu chết đi hay không thể lột xác mà chết dưới lòng đất, loài nấm ký sinh độc hại phát triển khi mùa mưa. Chúng đâm chồi lên phía trên mặt đất, hình dáng cây nấm giống như dung hươu rất đẹp, màu đỏ thẫm. Nhiều người nhầm lẫn đó là đông trùng hạ thảo, lấy về sử dụng, thành ra rước họa vào thân. Chuyên gia khuyên nếu không phải dân sành nhận biết đông trùng hạ thảo thì không được tự ý lấy về chế biến. Khi mua đông trùng hạ thảo nên mua ở những cơ sở uy tín có giấy chứng nhận, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Chú ý các tiêu chí sau để nhận biết và lựa chọn hàng chuẩn. Hình dáng của đông trùng hạ thảo giống cơ thể của một con tầm, phần trùng có màu vàng hoặc vàng sẫm, phần thảo có màu nâu đậm hơn. Phần sâu non có chiều dài từ 3 đến 5 cm, phần thảo màu nâu đậm dài từ 2 đến 3 cm. Mỗi con đông trùng hạ thảo thường có khoảng 20 đến 30 vằn khía ở phần trùng. Đông trùng hạ thảo giả lộ rõ điểm khác biệt này, các nếp gấp giao nhau bằng phẳng do thường dùng khuôn để tạo ra. Nếu là đông trùng hạ thảo thật thì mối nối giữa đầu sâu non và đầu thảo gắn với nhau một cách tự nhiên, chỗ nối khớp hoàn toàn và không có bất kỳ dấu vết của việc gắn nối. Các bác sĩ khuyến cáo không nên tự tìm kiếm đông trùng hạ thảo ngoài tự nhiên vì rất hiếm xuất hiện. Muốn dùng thì cần phải mua ở nơi có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng. Sau khi ngân hàng nhà nước công bố hạ một loạt lãi suất điều hành, các ngân hàng đồng loạt giảm mạnh lãi suất huy động ở tất cả các kỳ hạn từ ngày hôm qua. Theo đó, tại nhóm ngân hàng quốc doanh, đối với các kỳ hạn 1 đến 2 tháng cùng áp dụng mức lãi suất 4,1% một năm. Kỳ hạn từ 3 đến 5 tháng lãi suất 4,6% một năm, giảm tới 0,8% một năm. Một số ngân hàng thương mại còn giảm sâu hơn xuống dưới mức trần 5% một năm theo quy định. Cục Mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa phát động cuộc thi và triển lãm 5 năm điêu khắc toàn quốc cùng cuộc thi và triển lãm mỹ thuật Việt Nam. Đối tượng tham gia cả hai cuộc thi là các nhà điêu khắc, họa sĩ, nghệ sĩ, là công dân Việt Nam ở trong nước, người Việt Nam sống ở nước ngoài. Tác phẩm dự thi phải được sáng tác từ năm 2013 tới năm 2023, phản ánh sinh động cuộc sống lao động, học tập, sinh hoạt, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, các vấn đề của đời sống đương đại. Ban tổ chức nhận ảnh chụp tác phẩm từ nay tới hết ngày 15 tháng 9 tới. Thưa quý khán giả, đồ cổ có giá trị về kinh tế và đôi khi còn mang giá trị tinh thần vô giá. Nếu không may bị bể hay là sứt mẻ là sự tiếc nuối lớn. Và với mong muốn là giúp mọi người phục chế lại các món đồ cổ có giá trị, một chàng trai ở vùng đất sen hồng luôn học hỏi, nghiên cứu, nay trở thành người thợ trẻ. Các nhà nằm trong con hẻm số 12 đường Trần Văn Giôi thuộc phường 4 thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, trưng bày hàng trăm cổ vật từ đồ đá, đồ sành đến đồ đất. Chủ nhân là anh Nguyễn Khắc Duy, 34 tuổi. Cha mẹ anh làm nghề mua bán đồ cổ, bởi thế anh có điều kiện được tiếp xúc sớm với nhiều cổ vật. Đi theo nghề phục chế đồ cổ, ban đầu anh làm thử món đồ có sẵn trong nhà. Sau khi tay nghề nâng lên, anh bắt đầu nhận làm cho khách. Chỉ chưa đầy 3 năm, giới chơi đồ cổ chiều đời biết tên và tìm đến chờ anh phục chế. Thì mình cũng phải có cái đam mê, mình mới ngồi, mình mới chỉnh sửa được chứ cái nghề nó cũng cực công lắm. Khi mà mình thương cái món đồ, mình thấy nó nứt, nó bể, mình cũng tiếc nên mình cố gắng mình làm cho nó lành. Đây là cái tô có tuổi thọ hơn 150 năm, về hôm trước nó chỉ là những mảnh vụn. Tuy nhiên, có bàn tay khéo léo của anh Duy thì trở thành một cái tô nguyên vẹn về hình dáng và cả những hoa văn. Còn đây là những dụng cụ hàng ngày gắn bó với công việc phục chế của anh Duy. Thông thường anh thực hiện trong 4 bước, dùng loại keo chuyên dụng đắp lại phần khuyết, sau đó gò lại tạo hình sao cho giống hình dáng ban đầu. Bước tiếp theo dùng giấy nhám chà lên bề mặt, cuối cùng là công đoạn pha màu trang trí lại chỗ khuyết vừa mới hoàn thiện. Tôi thấy đơn giản nhưng mỗi công đoạn lại đòi hỏi sự phân công và tỉ mỉ khác nhau. Tùy vào giá trị và độ khó mà sản phẩm phục chế từ một ngày cho đến cả tuần lễ. Thằng Duy nó mò mài nó làm tới bây giờ thì cô cũng mừng, cũng như nó giữ được cái văn hóa vậy đó. Sau này con cháu mình đâu phải đồ nước ngoài không đâu, đồ Việt Nam mình không đó. Trên những sản phẩm được anh Duy phục chế, ít ai nhận ra nó từng bị dở hoặc khiếm khuyết một phần. Chính sự tài hoa và khéo léo của người thợ mang đến hồn cốt mới giúp món cổ vật sống lại. Đó chính là sự kết tinh của nghệ thuật và niềm đam mê. Với chầu cười, những món đồ cổ xưa vừa quý giá và giá trị mà còn là những kỷ niệm, là ký ức. Cũng vì lẽ này, những món đồ tưởng chừng như không thể sử dụng được nữa, nhưng qua bàn tay của anh Duy, nó sống lại, mang đến niềm vui cho người chủ và cả chính người thợ như anh. Nội dung này cũng khép lại Chuyển động Đông Tây trưa nay. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.